Và Hằng còn nhớ là lúc đó Hằng giấu tất cả mọi người, kể cả gia đình Hằng nữa. Thì Hằng ở nhà mình cái khoảng thời gian đó. Em khoái được đẻ thường lắm mà không được. Cái đi vô tới bác sĩ, chạy vô cái ổng nói: "Ủa con đi đẻ hay là con đi đánh tennis vậy con? Con đi đẻ hay là con đi đánh tennis vậy con?" Trong bệnh viện là Hằng không có sữa. Ủa Hằng nhớ là Hằng bị tắc tiếng sữa. Mà lúc đó Hằng bị sốt liên miên, không có ngủ được. Em nhớ cái cảnh em đẻ em không có sợ mà em chỉ sợ tắc tiếng sữa thôi.